Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Từ giờ đến Tết năm 2020, ba con giáp được thần tài độ hết mình nên liên tục trúng quả, đếm tiền trái tay. Quý vị thân mến, thì theo sách tử vi có dự báo rằng đây sẽ là những con giáp phát tài vượng vượng nhất trong dịp Tết Canh Tý 2020 này. Thứ nhất đấy là tuổi Tuất, trời sinh tuổi Tuất sống chân thật, tình cảm, thích độc lập chứ chẳng muốn dựa vào ai. Bản mệnh muốn làm nên mọi thứ bằng chính tay của mình, muốn thể hiện năng lực của bản thân. Bắt đầu từ khi bước vào nửa cuối tháng 12, con giáp này đã được thần tài ưu ái mà trao cho nhiều cái cơ hội để phát tài phát lộc. Những cơ hội có được đấy cũng là nhờ cái tuổi Tuất biết nhanh tay nắm bắt thời cơ, quan sát cái tình hình thị trường thì mới dám mạnh tay quyết định việc nhìn có phải mạo hiểm nó. Chớp được thời cơ hiếm có lại có cái năng lực vượt trội nên là những chú chó sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Chuyện làm ăn kinh doanh phát đạt, lợi nhuận tăng cao hơn so với cái thời điểm cùng kỳ lần trước. Sức mua tăng lên nhờ con giáp này biết nghiên cứu bắt đúng xu thế của thị trường. Chẳng những vậy mà hoạch tài cũng không ít, tài lộc tới tấp bay về. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Còn có cơ hội trúng thưởng, trúng số, may mắn cực điểm luôn. Thứ hai đó là người tuổi Mão. Người tuổi Mão tính tình cởi mở, phản ứng nhanh nhẹn, thẳng thắn, khẳng khái nên được nhiều người yêu mến. Và từ giờ cho đến Tết Canh Tý tới thì cung mệnh của người tuổi Mão xuất hiện cát tinh, chấn tọa nên là vận thế rất tốt, tài vận phát triển nhanh chóng. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì việc trở nên giàu có là điều dễ như trở bàn tay với con giáp này. Con giáp thứ ba đấy là tuổi Mùi. Quý vị thân mến, người tuổi Mùi ôn hòa, lương thiện, có tấm lòng từ bi, đồng thời cũng là một con người rất thông minh, nhanh nhẹn, có thể được coi là văn võ song toàn. Đó là chưa kể đến việc có nhân duyên tốt nên là nhiều khi những chú dê còn được người khác tận tình giúp đỡ cho vượt qua cửa ải khó khăn nữa. Có thể nói nhờ sự cố gắng nỗ lực và trái tim lương thiện mà tuổi Mùi đã tạo nên cái kỳ tích cho chính mình, tự thúc đẩy bản thân phát triển, công việc tiến triển tốt, việc làm ăn kinh doanh cũng càng ngày càng mở rộng, đời sống vật chất của con giáp này được tăng cao rõ rệt. Và trong một tuần tới thì hoạch tài của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ do được sao Đức Khí quý nhân phù hộ. Người tuổi Mùi nhận được rất nhiều phúc báo nên cái sự nghiệp, tình cảm hay tiền bạc cũng đều dồi dào. Quý vị thân mến, thì trên đây quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về ba con giáp cực kỳ may mắn từ nay cho đến năm 2020, và các bạn cũng đã đoán được rằng mình có tên trong danh sách này hay không. Nếu có thì xin được chúc mừng các bạn và chúc các bạn sẽ thành công rực rỡ trong năm 2020 sắp tới. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.